anh mới về đó. Chắc 3 năm qua quy thành này không có gì thay đổi, cũng như dù trải qua bao năm sương gió, có lẽ gương mặt phong trần này người đã không đánh đổi mau quên. Anh Tri, em vừa mới nhắc đến tên anh với mối tình thơ của hai ta ngày trước. Có nhiều trường hợp làm cho người ta nhắc đến tên người mình yêu, nhưng tôi chắc chắn rằng ở đây lúc này Cúc nhắc đến tôi không phải là để nhớ, để thương, để chờ, để đợi, mà Cúc nhắc đến tôi chẳng qua là một câu chuyện muốn. Trong vài khoảnh khắc cùng nhớ mấy chiều bơn nhớ hiu hắt, đồng như không trời rồi cũng buồn mà theo gió bay đi. Tôi đến nơi đây chẳng phải cùng ai nhắc chuyện thương hùng. 3 năm qua quy thành này đổi khác, em sắp có chồng dần lạnh lùng với gió sương. Anh Trí ơi, còn 3 năm qua anh biệt biệt ở nơi nào, tôi ở nơi đâu giờ cũng lỡ là lỗi ông đây là người tình là bể phù, thấy bể khổ tình cũng cùng mong nghĩa mà thôi, đã biết người ta không còn chờ đợi. Mong cầm mai nếu sợ tiếng từ ly thì em hãy về đi tránh gối tròn thân phận, vì đó cuộc đời anh đã mang nhiều cay đắng nên chẳng dám chở tình lại cho nặng gánh đã bao bồng. Mong cầm phải đêm nay là 16 đăng tròn, ai sẽ thấy anh làm thơ ca tùng nhắc nhở chuyện tình mình qua mấy mùa đắng. Đắng không còn là đắng của quê hương mà theo chân giới bên bờ liêu ru thấm lạnh vào hồn sương đêm trên mái tóc xanh của cô gái xuân thì. Anh Trí nữa rồi, bà lại gọi cái tên Trí nữa rồi. Rồi ông kỹ sư Long không biết được thì tôi biết ăn làm sao, nói làm sao để giải tội cho bà đấy chứ.
đông không cấm được tôi ngược dòng di giang đông là một kỹ sư chứ không phải kẻ tầm thường. Long có bắt gặp được tôi với anh cũng là chuyện thường tình. Chuyện thường tình của một cô gái nọ gặp người yêu cũ trước ngày mặt áo vô quy. Rồi bây giờ anh về, lát nữa anh sẽ ra đi mang thơ nhạc hiến cho đời sương gió. Khi có kẻ ở lại mới mang sầu mang khổ đồng chiếc lòng son mà tưởng giả lấy chồng. Lấy chồng mà bà bảo sầu khổ với nỗi gì chứ. Lấy chồng là ngưỡng cửa của cuộc đời đầy quá mong. Rồi thời gian bà ngập tràn hạnh phúc, rồi bà cũng sẽ như ai tay bê tay bồng. Lúc bây giờ bà đã đi vào bổn phận. Bổn phận làm mẹ làm vợ thì đâu còn thì giờ để nhắc chuyện ngày xưa. Chẳng những bà đã quên hẳn cái tên Hàn Mặc Tự, cái tên mà bà bảo là khó thương khó nhớ, mà ngay cái tên cũng còn có tôi là trí. Bà cũng quên luôn vì gánh nặng gia đình. Rồi gặp tôi bà sẽ hỏi ông là ai, tới đây để làm gì. Rồi bà cố môi trong đi nhớ, khi nhận được nhau rồi thì tôi và bà tóc đã ngả màu xanh. Và để nói tiếp chương trình và cũng để đáp lại thân sự yêu cầu, xin mời tiếng hát của hàng của trại chủ. Xin mời tất cả quý ông bà cô bác anh chị em cho một đàn pháo tay thật kêu để kích lệ tinh thần đi ạ. Thì Út Trang xong rồi.